làm mì ăn ha. Cái gói này mua ở ngoài nhà thờ đó. Nhà thờ mì này, mì của Nhật bổn nè. Bữa nay làm mì xào ăn. Rồi trời lạnh đã ha. Cái này mình làm mì nước cũng ngon nè. Đây là hành tím nha bà con. Sao hành tím rồi. Đưa cái la ghim cho anh. Đây là cái mì luộc ra nè. Bỏ vô. Wow, nhiều quá chứ ha. Nhiều quá chứ. Khoan, nó xào này lên đã. Em có cái có dầu hào không? Cái nước sốt mà hôm bữa anh pha sẵn á, lấy ra đây, chan ra đây nè. Mình xào cái này cho nó giòn giòn, cho nó thơm thơm rồi mình bỏ la ghim vô. Đó, mình nêm một nêm con gà thôi, bỏ chút xíu tiêu lên. Rồi đụm đỏ cái lô ghim đó vô đây đi. Cái lô ghim hôm qua xào còn dư nè. Mấy này rau cải nè, đi xin đồ ăn ở trên nhà thờ đó. Mấy cái món này nè, về xào lên với thịt gà luôn. Rồi được rồi, đó, giờ thành cái món ăn sáng. Sảy nha. Cái đó bây giờ em cắt cái này đi, em muốn ăn cay không? Muốn ăn cay thì em cắt cái ớt này bỏ vô. Đó, cay dữ lắm á nha. Nó bỏ miếng hành lá lên. Thơm lắm nha. Người mà xả ba ăn sáng với mình với lại ba đem đi làm ba ăn luôn. Ăn trưa luôn. Nay sáng nay sương mù tan rồi nhưng mà hơi lạnh lạnh nha. Lạnh lạnh mắt lạnh. À, ngon lắm á. Ngon ha. Vừa phải không? Này là món ăn sáng đơn giản thôi, có thêm cái trứng ốp la nữa. Thịt gà xào với lại mì gói, còn cái mì gói nếu mà mình nấu không á, mình ăn nó đâu ngon đâu. Mình bỏ cái gói bột nêm nó vô ăn nó chán lắm. Xào giống vậy nè, thêm gia vị vô là nó thơm, nó ngon. Cái vườn bông của bà xã là nó ra bông nhiều quá, đủ loại hết. Ở đằng đó cái là cái poppy á, tới mùa giữa trưa nắng thì nó nở tà le ra, đẹp lắm. Ồ, cái này là forever hả? Flower như hoa bất tử vậy. Đẹp quá hả? Cái này ủa sao nó nở ra, nó quay ra ngoài à. Còn cái kia là cái sao? Đang nụ nè. Cái kia chưa quay vô hả? Này nó gọi là gì ta? Pin. Forever person. Flower. Là giống như cái gì cái pin á, cái đồ á. Đẹp ha. Này mới hạ xuống không? Mới xuống cây hôm qua. Còn cây nào mới nữa không? Cái cây đào đó cũng mọc tốt quá ha. Cây đào đó bữa mình mua Costco á. Tốt cái sợ luôn á. Mà cúc. Rải đất lên lên mấy cái. Bữa nay sáng âm u lắm, chút chút nữa mới có nắng. Người đẹp, vườn bông của người đẹp. Uống cà phê nữa hả? Trời ơi. Hút thuốc lào không? Hả? Có hút thuốc lào không? Thôi mâm này nó bự lớn, chẳng hôm nay nó đẹp lắm nè. Hôm nay nó màu đẹp quá nè. Ừ. Màu đẹp như màu cà phê vậy. Nó không phải là màu vàng mà nó cũng phải là màu, nó giống như nó mix có màu trắng ở giữa, không? Mà nó có hai bên nó có mấy cái đỏ đỏ đó đó. Họ chế sao buche nó bự rồi kìa. Nè thấy nó bự rồi nè. Sao buche nè. Cái cây này nó ngọt lắm nha bà con, ngày trước nó ra hai trái bự tổ chảng luôn, ăn ngọt lắm. Đây nè, bên đây có ba trái nè. Ở trên đây có một trái nữa nè. Ở dưới đây cũng có nữa nè. Wow, 4 5 trái. Ở đây là cũng khoảng chục trái á, bên này ba trái. 8 trái nè. Bên kia nữa kìa. Cái đào đó cái lá nó bị sâu, trái mình đâu ăn được hả? Trái này nó nhám ăn được. Đó, cái này là đầu tiên ha. Có tên. Ồ, cái bông hồng này nó thơm dữ sợ nha, mình đứng cách nó 1 mét á mà thấy nó thơm á. Cái mùi nó bay ra đã chứ sợ. Thơm á. Đó này nó mở nở hết trơn rồi ha. Thôi trên đó cây đu đủ nó chín rồi kìa. Lá nó quất hết trơn. Hôm bữa gió thổi bay hết trơn rồi. Còn cái cây với lại mấy trái còn lại. Cái này em muốn chặt thì dục đi cũng được cái này. Để chừa cho nó một cái nhánh thôi. Một cái giữa thôi thì nó tập trung vô. Cái này là đu đủ Hawaii nha. Hôm bữa Tết Việt Nam mình á. Mấy người Việt Nam người ta lái xe ngang người ta vô ta xin. Tại vì người ta cúng cầu dừa đủ xài vậy đó. Cái trái đu đủ đó ở ngoài chợ nó bán 10 đồng trái nha bà con. Lúc mà ngày Tết á, người ta mua về người ta trưng á. Nào đi ngang cho hết trơn à. Tới đây ngừng xe là mình cho hết. Cái cô Mỹ, cô ngày nào cũng chạy bộ nè. Chuẩn bị có đi ngang nhà mình kìa. Cô Mỹ
người bà có như có 1 mét à. Mưa nắng gì bà cũng chạy bộ chứ, bà đang chạy ngang mà áo màu hồng ha. Bà đã bà xiên quá ha, bà giống như cầu thủ đá banh vậy đó. Đó, thấy không, thấy bà không nè, cái bông này đẹp nè. Hôm qua bà mua mấy cái phân bón quá trời luôn ở ngoài lô hả, 2 đồng 29 cent một bịch hả, rẻ vậy. Cái này gần 20 bịch luôn á. Đây là cái sân vườn trước của bà xã nè, hoa trồng bông quá trời luôn. Nhìn cái khu này đi ngang đây là thấy nhiều bông nhất ở đây nè. Bây giờ đi bộ một vòng, khoảng đi bộ một mai thôi, sáng một mai chiều một mai. Đây là nhà ông Mễ bên đây, mấy cái cây này là thành phố nó cho đó. Mình có sân có đất á, mỗi tháng cái công ty nước á, thành phố đó, nó gửi giấy về, nó hỏi mình muốn lấy cây gì thì mình lựa, nó cho người đem xuống trồng cho mình luôn. Ông trồng mấy cái cây đó đó. Này cây chanh nè, nhà hàng xóm nè, cây sabuche nè, trái nó cũng ra. Ông này ông khoái trồng à, trồng cây ăn trái lắm nhưng mà ông không có ăn. Wow, trái trái na kìa, cái mảng cầu đằng kia kìa, bự ông bà con quá trời luôn. Mảng cầu nó ra đó. Bên đó là cái cây quýt của cô Việt Nam của chồng á, cô không có ăn. Đi bộ vòng ở đây buổi sáng yên tĩnh lắm. Mùa bây giờ là vô mùa xuân rồi, tháng coi như là giữa tháng 4 rồi. Nhiệt độ buổi sáng Cali nó vậy đó, sáng nó âm u chứ mây nhiều lắm. Chút nữa khoảng 2 tiếng nữa là mặt trời ló ra, mây nó tan đi rồi mặt trời. Nắng trưa nắng nóng chút xíu, nóng nóng không à, chiều cái nó mát lại giống vậy. Nhiệt độ rất là tốt nha bà con. Mình thích nhất là lúc trước mình về Việt Nam ngoài Yên Bái này kia, ngoài Bắc Việt Nam á, thì cái không khí nó cũng mát mát gần giống như ở Cali á, nhưng mà nó vẫn còn nóng, so với mình nó vẫn còn nóng. Thì nói chung là ở chỗ đó mát 1 thì Cali nó mát tới 4 lần, ở đây mát gấp 4 lần. Nhưng mà mình thích nhất là ở miền Bắc nha. Còn vô trong miền Nam Sài Gòn nó nóng quá, nóng lè lử luôn, chịu không nổi. Thậm chí ở nhà ở trần không à, ở trần nếu mà không có đàn bà con gái thì chắc mặc quần kia thôi, không có mặc quần xà lỏn nữa, hoặc là khỏi cần mặc quần luôn, nóng quá, nóng lè lưỡi luôn. Bây giờ mình biết ở Việt Nam giờ cũng nóng lắm nha, tính theo độ F là khoảng 94-95 độ F á. Bữa nay cái khu này sao cái ông Việt Nam ông đưa thơ ông đi sớm vậy trời, cái xe đưa thơ bên tay trái á, ông đậu xe bên đó là ông đeo cái túi thơ đó ông đi từ nhà ông phát. Bây giờ đâu có ai viết thơ nữa, chỉ có thơ quảng cáo nè, mấy cái chợ búa nó gửi quảng cáo với lại mấy bưu bọng này kia, điện ga nước địa ốc này kia, nhà băng nó gửi cho mình thôi, chứ giờ thời buổi này đâu có ai viết thơ cho nhau nữa. Người ta viết bằng Messenger, gọi phone, cách nhau nửa dòng trái đất, gọi một cái là thấy mặt mũi liền, nói chuyện liền, chứ đâu viết thơ làm gì nữa. Bên đó có em mèo, mấy con mèo là thức dậy sớm lắm nha. Mèo này chắc già là đi tới nơi nó cũng thèm chạy nữa. Nhà này có cái bông đẹp không bà con, màu tím nè. Bên đó cái bông tím với lại cái bông mai vàng kìa, quá trời nè, nó mọc lên nóc nhà luôn. Cái này nhà Việt Nam luôn nè, mai vàng đó bà con, mai Nhật á, từ cái gốc nhỏ xíu đó mà nó mọc tút lút tà le hết trơn lên nóc nhà luôn. Ở trên cái cây cọ, cây palm tree đó là quá trời chim sẻ luôn đó, nó bay tùm lum rồi. Mấy trăm con ở trên đó. Good morning. Bên đó là cái nhà cho mướn kiểu Airbnb á, cho mướn ngày đó, mướn cuối tuần đó. Mấy du khách người ta mướn nhà là buổi sáng người ta dọn vali đi chụp hình nguyên băng cheese. Người Mỹ chụp hình cheese tức là cười đó. Nói cười đi chụp hình. Cheese tức là phô mai đó bà con. Cheese giống như mình nấu mac and cheese. Mac and cheese là cái đó đó. Cheese là phô mai nha, nhưng mà cười đó, cái nghĩa bóng của nó là cười khi chụp hình.
Đây cái bác Việt Nam này bác đang cưới cây này, nhà bác có trồng cây thanh long đủ thứ, người lớn tuổi người ta vườn tược mỗi buổi sáng. Ở bên đây là có cái bảng người ta ghi cái chữ gì đây, found dog hả? Đó tức là cái người này người ta tìm được cái con chó này nè, thì có số phone á, người nào bị mất chó thì liên lạc với cái số phone này để lấy lại chó của mình. Mình đi bộ mấy buổi sáng này nó yên quá. Đây là chiếc xe Mustang của Mỹ nè bà con. Xe này xe mới nè. Thuộc loại xe thể thao á. Đó, cho nên mình nói là mình chơi xe đó phải đi xe Mỹ nó mới mạnh. Mấy cái loại xe đó nó mạnh lắm mà nó không có tốn tiền nhiều nữa. Mình đi ngang cái nhà này người ta bỏ cái nôi với lại cái xe đẩy em bé còn tốt nè. Đây là nhà cho mướn nè bà con. Cái nhà này nhà Airbnb đó, 10531 cái đường này nè. Nhà mình thì phía bên kia, ở bên đó là đường Cerritos á. Người nào cần tới lấy nha, tại để đây thì vài bữa nó sợ rác nó tới nó sẽ dẹp thôi. À, đi vòng nữa ra phía sau nhà về. Good morning con. Chó dễ thương quá ha. Nice dog. Thank you. He's young rồi. Chờ. Ở đằng kia có cái bông lavender đó. Lavender màu tím là đẹp lắm nè. Nhà này người ta trồng ra nó giống như cánh rừng vậy đó. À, cái này là lavender nè bà con. Tuốt ở trong đó luôn. Tuốt trong sân, tuốt trong kia luôn. Khoảng 30 mét đó. Đẹp không? Ở đây là cái xe đưa thơ nè. Ông đưa thơ nãy giờ ông đi ông chắc ông bỏ hết thơ rồi. Xe đưa thơ ở bên Mỹ thì tay lái phía bên tay phải này nè, để người ta chạy tới thùng thơ. Có nhiều nhà thùng thơ nó nằm sát đường á. Người ta ngồi trên xe người ta bỏ thơ vô thôi, còn mấy cái thùng thơ nằm trong trong kia á thì người ta phải đi bộ, như cái ông này đi bộ nữa bỏ thơ vô. Nhưng mà cái nghề đưa thơ này cũng nguy hiểm lắm. Dễ bị chó cắn á. Có nhiều nhà nó có chó dữ nó cắn á. Hoặc nhiều khi cũng cua được ghẻ đẹp. Nhiều khi ngày nào cũng đi bỏ thơ là quen được em nào đó trong nhà đó. Nhiều khi người ta nói giỡn á, mà cũng có thiệt nha bà con. Tức là đẻ ra giống ai, có giống anh đưa thơ không, giống ông đưa thơ không á. Tức là ông đưa thơ ông gặp vợ mình nhiều hơn là ông là vợ mình gặp mình nha, ví dụ vậy đó. Đó, đẻ ra giống ông đưa thơ là vậy á. Yeah. Oh really? Yeah, I love it. This is good. Thank you. Yeah, I'll get it sometime. You know. Yeah. When I cook chicken or beef, right, or steak, you can put yeah, this thing. This smell. Yes, I do like a tea for my husband. Because, oh, you make tea out of it. Yeah. Mm-hmm. Yeah. With cinnamon, you know. Yeah. That's good for. Like, all right. Thank you. Mm-hmm. Bye. Là cái bà mẹ, và là cái này rosemary này, cái này nó thơm lắm bà con. Người ta làm ở trong cái xà bông gội đầu Pantene, với lại mình nấu đồ ăn ở Mỹ nó dùng cái này nấu đồ ăn cho nó thơm cái đồ ăn á. Nó nói mình chừng nào thích thì cứ hái, càng cắt nó càng mọc, nó mọc tà lê hết trơn. Thì người mẹ nó sống chung với người Việt Nam ở trong khu này cũng có vài người, thì mẹ nó có hai loại khác nhau nha bà con, mình phải phân biệt nha. Thứ nhất là nó lai Tây Ban Nha thì cái da trắng, người mẹ da trắng. Hoặc là lai da đỏ đó, người Maya đó, người da đỏ đó, thì người ta sẽ cái mặt người ta sẽ giống như da đỏ, với người ta lùn mập hơn. Tây Ban Nha thì tướng nó cao hơn chút mà nó ăn nhiều quá đó thì nó cũng mập lùn giống nhau thôi. Cho nên người Mỹ với nhau á, người ta cũng kỳ thị nha. Người ta nói đó là nó là mọi, để giống như Việt Nam mình nói tiếng lóng đó, là mọi á, người ta cũng có cái chữ đó đó. Còn Tây Ban Nha là quý phái, là cũng như cao cấp thượng đẳng hơn. Đó. Người ta phân biệt nhau như vậy đó. Ở đằng đó có cái xe câu, nó đang câu chiếc xe nào bị hư á. Chẳng lối đi rồi, thôi mình đi vòng phía kia, vô phía bên kia. Đằng đó là cái xe câu á, towing truck.